Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết 12 giờ trên kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Vào hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông đông nam. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ vẫn mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, di chuyển chậm lại mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 29 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Nam. Cường độ mạnh lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông giữa khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Đông của quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Thưa quý vị, trên đất liền, giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vẫn là hình thế chính tác động đến ven biển Trung Bộ trong những ngày sắp tới. Tiếp theo sẽ là những dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong 3 ngày tới. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ trong cả 3 ngày tới, trời phổ biến là ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng dần. Đến ngày 29 và ngày 30, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh Đông Bắc Bộ trong những ngày tới, thời tiết cũng chuyển tốt dần. Trời ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng lên từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Đến ngày 29 và ngày 30, thì nhiệt độ cao nhất vào khoảng trưa chiều sẽ tăng lên mức là từ 29 đến 32 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong 2 ngày tới, trời vẫn còn nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sang ngày 30 thì mưa dông còn tăng lên, đặc biệt là từ chiều tối và đêm thì có mưa dông và gió mạnh. Người dân cần chủ động đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió mạnh. Do có mưa liên tục nên nhiệt độ trong ngày chỉ đạt mức là từ 26 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trong 2 ngày 28 và ngày 29 thì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sang từ chiều tối và đêm ngày 30 thì mưa dông và gió mạnh tăng dần, đặc biệt tại các tỉnh thành phía Bắc. Người dân nên chủ động đề phòng khả năng có lốc xoáy và cả gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá mức là 31 độ. Trở vào với khu vực Tây Nguyên, trong cả 3 ngày tới, trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Ngày 30 thì phần phía Bắc có mưa vừa đến mưa to và dông cùng gió mạnh, đề phòng khả năng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ trong ngày phổ biến dưới ngưỡng 28 độ. Tại khu vực Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác tiếp tục xảy ra trong cả 3 ngày tới. Cần lưu ý là từ chiều tối ngày 29 cho đến ngày 30 thì mưa dông tăng hơn, đề phòng khả năng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 28 cho đến 31 độ. Còn tại thủ đô Hà Nội, trong cả 3 ngày tới, thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi. Trời ít mưa và ban ngày có nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng lên từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Đến ngày 29 và ngày 30, nhiệt độ cao nhất vào khoảng trưa chiều sẽ tăng lên mức từ 29 đến 32 độ. Trên biển, trong cả 3 ngày tới, thì trên khắp Biển Đông, thời tiết đều chuyển xấu. Riêng tại quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Từ chiều tối ngày 29 đến ngày 30 thì mưa dông tăng hơn, đề phòng khả năng có tố lốc và gió giật mạnh. Tàu thuyền nên chú ý neo đậu an toàn. Ngoài ra, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa thì có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc là cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có mưa dông mạnh và biển động. Trong cơn dông thì cần đề phòng có lốc xoáy. Đến đây, bản tin thời tiết 12 giờ ngày 27 tháng 9 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.